Trở lại cùng với quý khán giả trong chương trình tin tức tiếp theo đây là phần tin tổng hợp. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Yến, số điện thoại 714 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Tiếp nối là bản tin từ Ấn Độ cho thấy một con báo hoa mai tấn công khiến cho 15 người phải nhập viện. Một con báo hoa mai hung dữ trồm lên cửa sổ của một chiếc xe chạy qua sau khi khiến cho ít nhất 15 người bị nhập viện trong ngày 26 tháng 12. Những vụ tấn công hàng loạt xảy ra ngay sau khi con báo hoa mai mò vào sân của Viện Nghiên cứu rừng mưa ở quận Johar thuộc tiểu bang Assam phía đông của Ấn Độ. Nhà chức trách của địa phương cho rằng còn báo có thể đang đi kiếm tìm thức ăn sau khi rời khỏi khu bảo tồn động vật hoang dã ở gần đó. Báo Hoa Mai đã tấn công ít nhất là 15 người, trong đó có trẻ em và hai nhân viên lâm nghiệp. Nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện lân cận và hiện nay tình trạng đã được ổn định. Các vụ tấn công đã thôi thúc chính quyền địa phương mở ra một công cuộc tìm kiếm con báo. Cư dân đã được yêu cầu ở trong nhà do một số người trông thấy báo hoa mai lang thang ở sân nhà dân. Nhân viên lâm nghiệp làm việc trong khu vực là ông Johat Ranit Khoa cho hay con báo đã trở nên rất hung dữ. Chúng tôi đã đặt nhiều bẫy bên trong sân viện để bắt nó và hiện nay đang tìm kiếm dấu vết của con báo. Trong một video thì con báo đã tìm cách tấn công xe chở cư dân. Nó thậm chí nhảy qua hàng rào cao, tiếp đất ở lề đường trước khi nhào tới chiếc xe chạy ngang qua. Nó cố gắng bám vào cửa sổ xe bằng móng trước nhưng chiếc xe đã lao đi khiến con báo bị đẩy ra. Sau đó thì con báo hoa mai đã chạy theo hướng ngược lại với chiếc xe. Nó tiếp tục lang thang quanh một khoảng sân gần khu vực tấn công. Sau hơn 24 giờ tìm kiếm, nhà chức trách địa phương đã gây mê thành công con báo hoa mai trong ngày hôm sau. Nhân viên lâm nghiệp đã tìm thấy con báo bị thương và sẽ được kiểm tra y tế. Con báo được chuyển tới văn phòng của cơ quan lâm nghiệp trong khu vực. Báo hoa mai là một trong bốn loài mèo lớn thuộc chi Panthera, sống ở châu Phi và châu Á. Chúng dài từ 1m cho đến gần 2m, nặng từ 30 cho đến 90 kg. Con cái thường nhỏ bằng khoảng 2/3 con đực. Tuy kích thước nhỏ hơn các loài mèo lớn khác, nhưng báo hoa mai là một kẻ săn mồi đáng gờm với khả năng ngụy trang và thói quen ẩn nấp, chúng có thể đến gần khu dân cư mà không bị phát hiện. Tuy nhiên, môi trường sống bị phá hủy và nạn săn trộm đang đẩy một số phân loài báo hoa mai đến bờ vực bị tuyệt chủng. Tin từ Bangkok cho biết là bệnh quần vàng đang tàn phá các dạng san hô ở Thái Lan. Dưới làn nước màu xanh ngọc tĩnh lặng ngoài khơi của miền đông Thái Lan, bệnh quần vàng lây lan nhanh đang tàn phá các dạng san hô trên một diện tích rộng và các nhà khoa học đang lo ngại rằng tình trạng này có thể sẽ trở nên trầm trọng hơn vì biến đổi khí hậu, bệnh quần vàng có nghĩa là yellow band được đặt tên theo màu sắc xuất hiện trên dạng sang an hô bị bệnh được phát hiện lần đầu tiên cách đây nhiều thập niên và đã gây thiệt hại trên một diện tích dạng rộng đối với các dạng san hô ở vùng biển Caribe. Cho đến nay thì vẫn chưa có phương pháp nào để ngăn chặn căn bệnh này. Năm ngoái thì một số nhà nghiên cứu đã lần đầu tiên phát hiện san hô xuất hiện quần vàng ở ngoài khơi khu vực ven biển miền đông Thái Lan gần thành phố du lịch nổi tiếng Pattaya. Cho đến nay thì căn bệnh này đã lan ra trong khu vực san hô có một diện tích lên tới 240 ha dưới đáy biển, nhà khoa học biển là bà Lalita Putchim tại cơ quan tài nguyên biển của Thái Lan cho biết, bà chưa từng thấy hiện tượng như vậy trước đây. Các nhà khoa học đã ghi nhận bệnh quần vàng trên san hô ở tất cả các điểm mà họ tới kiểm tra. Khi nhiễm bệnh thì san hô sẽ bị chết bà Lalita cho biết thêm rằng việc suy giảm diện tích san hô có thể gây ra tàn phá hệ sinh thái vì các dạng san hô giống như là một khu rừng giúp duy trì một lượng lớn sự sống và việc san hô chết thậm chí có thể ảnh hưởng tới sinh kế của con người. Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng cuộc điều tra của họ về đợt lây lan bệnh quần vàng trên san hô sẽ giúp tìm ra được cách ngăn chặn hoặc là điều trị bệnh. Giới khoa học cho rằng tình trạng đánh bắt quá mức ô nhiễm và nhiệt độ nước tăng do biến đổi khí hậu có thể khiến cho các dạng san hô dễ mắc bệnh quần vàng hiện nay thì không thể đảo ngược tác động của căn bệnh này như đã làm với hiện tượng tẩy trắng san hô bệnh quần vàng thậm chí còn được coi là một mối đe dọa tác động tới sinh kế của nhiều người dân vốn dựa vào nguồn thu nhập từ khách du lịch đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên ở trong vùng đặc biệt là các rạng san hô tin từ Mỹ cho biết là tái chế tóc làm thành màng lọc dầu và túi sinh học những người thợ làm tóc trên khắp quốc gia bỉ đã tìm ra được một cách tái chế tóc của khách hàng bất kể độ dài ngắn ra sao là họ gửi chúng cho một tổ chức phi chính phủ để làm màn lọc dầu hoặc là túi tổng hợp sinh học dự án có tên là tái chế tóc do ông patrick jansen đồng sáng lập hiện nay đang thu nhận tất cả các loại tóc trên khắp nước bỉ số tóc này sau đó sẽ được cho vào một máy ép ép thành những miếng mỏng hình vuông có thể dùng để lọc dầu vào các hydrocarbon khác gây ô nhiễm môi trường hoặc là làm thành một chiếc túi tổng hợp sinh học. Ông Jensen giải thích 1 kg tóc có thể hấp thụ từ 7 cho đến 8 lít dầu và hydrocarbon. Nhờ vậy, những màng lọc này có thể được đặt trong cống để hấp thụ ô nhiễm trong nước trước khi nó tới một con sông. Trang mạng của dự án đã nêu bật những ưu điểm của tóc mà nhiều người ít ngờ tới. Chẳng hạn như một sợi tóc có thể nâng đỡ một trọng lượng gấp 10 triệu lần trọng lượng của chính nó và có thể hấp thu chất béo và hydrocarbon. Có độ đàn hồi cao nhờ các sợi keratin, cô Isabel Vudiki, quản lý của tiệm tóc Heloide ở Brussels là một trong số hàng chục thợ làm tóc trên khắp nước Bỉ đang trả một khoản phí nhỏ cho dự án tái chế tóc để thu gom số tóc đã cắt. Cô nói rằng, điều thúc đẩy tôi làm việc này vì tôi thấy thật đáng xấu hổ khi vứt một lọn tóc vào sọt rác, dù biết rằng nó có thể làm được nhiều thứ khác. Trước dự án ở Bỉ đã có nhiều dự án khác thu gom tóc cho mục đích là bảo vệ môi trường. Sau khi người ta tình cờ phát hiện là tóc có thể hấp thụ dầu, kể cả dầu loang ở trên biển, tại Anh trong năm 2021 đã có một dự án gom tóc từ các tiệm cắt tóc cho các mục đích là lọc dầu loang. Những tiệm tham gia sẽ trả một khoản phí cho việc thu gom nhưng bù lại sẽ được ghi nhận là tiệm tóc xanh hoặc là tiệm tóc bền vững tin từ Israel nói về một hồ phép lạ trong kinh thánh đã được mở cửa cho công chúng. Theo thông tin trên trang Aljazeera đưa tin cho biết rằng hồ nước 2.700 năm tuổi ở Jerusalem xuất hiện trong kinh thánh sẽ được khai quật và lần đầu tiên trong kỷ nguyên hiện đại mở cửa cho du khách tham quan. Ngày 28 tháng 12, thì chính quyền của Israel tuyên bố cho phép du khách tham quan hồ nước Siloam, địa điểm khảo cổ có ý nghĩa quan trọng được mô tả trong kinh thánh. Hồ Siloam là một trong những địa điểm quan trọng nhất ở Jerusalem vào thời kỳ đền thờ thứ nhất trước Công nguyên, đóng vai trò là một hồ chứa nước từ suối Gihon Spring. Hồ đã được mở rộng vào khoảng 2.000 năm trước cuối thời kỳ đền thờ thứ hai có nghĩa là năm trăm tám mươi sáu trước công nguyên các nhà khảo cổ học cho rằng hồ được sử dụng như là một nhà tắm nghi lễ của người do thái hàng triệu người hành hương sẽ đắm mình trong hồ trước khi đi lên đền thờ jerusalem quá trình khai quật sẽ diễn ra theo từng giai đoạn được công bố bởi cơ quan cổ vật israel cơ quan công viên quốc gia israel và quỹ thành cổ david du khách ban đầu được phép quan sát công việc khảo cổ trong những tháng sau thì du khách có thể tiếp cận hồ nước thông qua một tuyến đường bắt đầu từ phía nam thành cổ david và kết thúc tại bức tường phía tây thị trưởng của jerusalem là Moshe lion đã gọi hồ nước này là một địa điểm có ý nghĩa lịch sử quốc gia và quốc tế ông nói sau nhiều năm mong đợi chúng tôi sẽ sớm khám phá ra địa điểm quan trọng này giúp cho hàng triệu du khách tới jerusalem chiêm ngưỡng Hồ Silom được cho là có diện tích khoảng 5.000 m2 và thời kỳ đỉnh cao đã thu hút sự quan tâm của các nhà khảo cổ từ cuối thế kỷ thứ 19. Trong những năm 1880, một dòng chữ cổ của người Do Thái đã được tìm thấy trong một đường hầm dẫn nước từ suối Gihon vào hồ nước. Việc xây dựng hồ Silom lần đầu tiên được mô tả trong cựu ước dưới thời kỳ trị vì của vua Hezekiah khoảng thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Trong Tân Ước thì hồ Silom là nơi mà Chúa Giêsu đã chữa chứng mù lòa cho một người đàn ông. Tiếp nối là phần tin điện ảnh nói về bộ phim Class Onion A Night Out Mystery. Đây là bộ phim đang dẫn đầu lượt xem trực tuyến trên hệ thống Netflix. Theo Variety, phần 2 của thương hiệu phim của đạo diễn Ryan Johnson ước tính sẽ thu hút khoảng 35 triệu hộ gia đình theo dõi bộ phim lên nền tảng trực tuyến Netflix trong ngày 23 tháng 12 sau đợt chiếu rạp tại Hoa Kỳ. tác phẩm nhận được một phản hồi tích cực từ khán giả đạt điểm tươi là 93% trên Rotten Tomatoes. Thành tích mở màn của bộ phim đã giúp cho bộ phim tiến gần top những dự án điện ảnh được xem nhiều nhất của Netflix từ trước cho đến nay. Giới chuyên môn nhận xét là phim ra dạp trong dịp Giáng sinh đã giúp đạt hiệu ứng tốt. Nhiều người ở nhà và cùng nhau thưởng thức phim. Tuy nhiên, điều này cũng có thể khiến cho số giờ giảm vì nhiều người xem chung thay vì mở riêng trên từng thiết bị. Bộ phim Class Onion A Knife Out Mystery là phần tiếp theo của thương hiệu phim hài Trinh Thám về thám tử Benoit Blanc do ông do nam diễn viên Daniel Craig đóng vai. Của thám tử Benoit Blanc Do diễn viên Daniel Craig đóng vai, tập 1 đã thành công về mặt thương mại và thu về 312 triệu Mỹ kim tại phòng vé. Netflix đã bỏ ra 450 triệu Mỹ kim để mua lại bản quyền và chi thêm 40 triệu Mỹ kim để sản xuất phần 2 ở mảng phim dài tập. Series Wednesday tiếp tục dẫn đầu với thành tích là 118 triệu giờ. Bộ phim cũng lập kỷ lục là phim nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix, vượt qua bộ phim Stranger Things phần 4. Và phần 3 Emily in Paris đã thu hút 117 triệu giờ xem và đứng vị trí thứ hai. Đồng thời, việc ra mắt phim tạo hiệu ứng khiến cho khán giả xem lại các mùa trước. Phần 1 trở lại top 10 được xem nhiều nhất trong tuần qua với thành tích là 11.5 triệu giờ xem trên hệ thống trực tuyến Netflix. Bản tin vừa rồi đã chấm dứt chương trình tin tức trong ngày hôm nay cùng với lại Trọng Thắng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán giả. Chúc quý vị một ngày bình yên và hạnh phúc.